hãy cùng em Startup tìm hiểu về hai chế độ mà bạn cần lưu ý khi sử dụng công nghệ SSD kép của Rasino chưa nhé. Chế độ 1 đó chính là chế độ Read Only. Khi đặt SSD ở chế độ này, chúng ta chỉ có thể đọc dữ liệu của chúng ta mà thôi. Tuy nhiên, nếu sự cố xảy ra thì dữ liệu của bạn sẽ được an toàn ngay cả khi SSD của bạn bị hỏng, vì chúng ta chỉ truy cập dữ liệu và đọc dữ liệu chứ không hề ghi một cái gì cả. Chế độ thứ hai đó chính là chế độ Read and Write. Ở chế độ này thì chúng ta có thể sử dụng SSD vừa đọc và vừa ghi dữ liệu lên thiết bị NAS của chúng ta. Tuy nhiên, nhược điểm của chế độ này đó chính là khi ổ SSD của chúng ta có lỗi hoặc là có sự cố xảy ra thì chúng ta có nguy cơ mất dữ liệu. Nhưng không sao, chúng ta hoàn toàn có giải pháp cho vấn đề này, đó chính là trang bị hai ổ SSD cho thiết bị NAS của bạn. Thì lúc này hai ổ SSD sẽ gắn lỗi cho nhau nếu có một trong hai thiết bị xảy ra sự cố. Bạn có thể gọi điện cho chúng tôi hoặc đến để trải nghiệm giải pháp lưu trữ dữ liệu tối ưu dành cho doanh nghiệp tại showroom của em Startup.